Cái gì mà một đống đen xì dưới kia? Anh Sáu, có chuyện ma gì kể nghe chơi ơi. À, hôm nay có câu chuyện rất là ly kỳ. Ma gia. Chuyện xảy ra cách đây 5 năm. Ôi, An ơi! An! An ơi! Em đâu rồi? An ơi! An! An! Ê, Ngọc ơi! Ê, thằng nào vậy? May quá, tỉnh rồi. Hên nhờ có anh Hiếu, anh đi ngang cho nên cứu được thằng Công. Sau đó mới hô hấp đưa nó đi bệnh viện. Nhưng mà chuyện động trời nó mới xảy ra. Chú ơi, chú làm ơn nhảy xuống coi thằng em nó có ở dưới không? Hai anh em mới dẫn đi câu cá chung mà. Còn một đứa nữa hả? Chàng đét ơi, sao không ra sớm? Ôi. Chuyện đau lòng là thằng An nó ở dưới nước lâu quá cho nên bị chết. Hả? Chị ơi, đừng tới gần. An con ơi. Người chết đuối mà khi người thân lại gần tự động bị trào máu miệng ra. Cho nên trong dân gian người ta đâu cho người thân lại gần người chết đuối đâu. Sau đó thằng An được đưa đi an táng xong xuôi. Mọi chuyện ly kỳ cũng bắt đầu từ đây xảy ra. Anh Sáu đừng kể được không? Em sợ quá. Mẹ đi công tác ít bữa nha. Con ở nhà coi nhà, có gì hú anh Sáu vào chơi. Vì anh em thằng Vũ An này nó mù coi cha từ nhỏ. Cho nên mẹ nó đi làm là nhà có hai anh em à. Bây giờ thì chỉ có mình thằng Công thôi. Mẹ nhắn nhà chán quá, phải chỉ còn em mà vui lúc mấy. Lúc thằng Công đang nằm võng lim dim ngủ thì nó thấy một chuyện rùng rợn. Cái gì mà một đống đen xì dưới kia? Má ơi, cái gì mà sợ vậy? Chứ lẽ có ma? Mà hay mình mơ ngủ mình nhìn nhầm ta? Ủa, có cái gì đâu nè. Chắc nãy mình nằm mơ ngủ quá. Chưa hết, còn chuyện anh Hiếu. Anh đi chài cá ở khúc sông mà thằng An nó bị chết đuối mới ghê. Trời ơi. Ừ, đâu, nay chài cái kinh này nữa coi. Nhớ hồi hổm nhiều cá lắm mà. Ủa, sao lạ à ta? Sau này không có con cá nào cả. Mỗi bữa chạy nhiều cá lắm mà. Thôi để chạy lại lần nữa coi. Chín cá coi. Ủa, cá to vô mảnh rồi. Ơi bà, có ma gì? Có ma gì? Anh này á, ảnh cũng giỏi bơi lặn lắm. Vì là dân đánh bắt cá mà. Nên á, đâu phải bị đuối nước gì đâu. Mà là bị ma da kéo dò. À, hết hôm nay là máy về rồi. Mà nó bụng quá ta. Để vô bức tôi cơm mày. Má ơi. Công ra. Lúc này á, thằng Công nó quá sợ hãi rồi. Nó quýu dò quýu cẳng đâu có chạy được nữa đâu. Cho nên nó chỉ biết quỵ xuống mà nó ngồi khóc thôi à. Cũng may mắn là lúc đó có anh Hiếu qua kịp thời. Ê, Công ơi, Công, làm gì khóc dữ vậy? Dạ anh Hiếu, hồi nãy em thấy cái tô cà nó lo lửng dưới không trung. Nó gớt xuống đổ hết trơn luôn. Hả? Chưa hết nữa anh Hiếu, bố em ngủ ngay chỗ này nè. Cái em mơ hay gì á, em không biết nữa. Em thấy cái cục gì đen xị á, ngay chỗ của em chết á. Nó từ dưới nước nó bò lên, cái nó nhìn em ghê lắm. Rồi, phải rồi. Tao cũng định qua đây tao kể chuyện cho mày nghe cái vụ mà con ma da ngay chỗ thằng em mày chết á, nó kéo dò tao hôm bữa chạy hả, xem chết luôn. Hôm đó mẹ thằng Công đi công tác về cho nên thằng Hiếu và thằng Công á kể lại mọi chuyện cho mẹ nó nghe. Mẹ nó cũng sợ quá. Với lại là mẹ nó cũng sực nhớ là chưa cúng 49 ngày cho thằng An. Sau đó mẹ nó mời cao tăng đắc đạo về để mà cúng rồi làm phép. Đây là vong hồn của con thí chủ,
Giờ thì chủ chưa cúng 7-7-49 ngày nên nó đói, nó về đây nó phán phá đó. Ta sẽ làm phép giải hạn cho. Thí chủ phải nhớ cúng kiến đàng hoàng cho nó ăn để nó được siêu hót, nghe chưa? Từ đó mọi chuyện im xuôi, cuộc sống bình yên trở lại.